Xin chân thành cảm ơn Asus và MSI đã tài trợ cho chuyến đi Computex lần này. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình đang đứng tại bức tường AMD của MSI. Tại đây thì MSI đã trưng bày rất là nhiều linh kiện liên quan đến AMD như là bo máy chủ và VGA. Hầu hết những linh kiện này thì các bạn đã biết rồi, nhưng mà sẽ có 3 sản phẩm rất là mới mà mình vừa giới thiệu cho các bạn. Đấy chính là hai chiếc bo máy chủ B450 của MSI, rồi là thiết kế card đọa mới của MSI. Với hai mẫu bo máy chủ này thì đầu tiên chúng ta sẽ nói là B450 Tomahawk. Nó sẽ hỗ trợ những vi xử lý AMD Ryzen thế hệ 1 và thế hệ 2 cùng với cả những APU nữa. Thì với bo máy chủ này chúng ta có thể thấy nó có kích thước ATX, và nhờ việc có kích thước ATX cộng với cả phần VRAM này to đúng không, rồi phần chipset cũng to, thì nó sẽ làm cho bo máy chủ các bạn đầy đặn cũng như là đẹp hơn rất là nhiều. Về lợi ích của phần tản nhiệt VRM to thì các bạn đã biết rồi, nó sẽ làm cho phần tản nhiệt VRM tốt hơn, nó mát hơn, thì khi các bạn ép xung nó sẽ được ổn định hơn, và phần tụ ở đây cũng rất là nhiều, thế nên việc ép xung của các bạn cũng sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Nhưng mà các bạn chỉ nên ép xung con 2006 thôi, nếu như các bạn ép xung con 2007 thì mình nghĩ sẽ là hơi khó. Và phần tản nhiệt VRM này thì nó sẽ được kéo dài ra như thế này, thì nó sẽ che đi một phần cổng IO, thì nó sẽ làm tăng tính thẩm mỹ lên. Nhưng mà mình nghĩ nếu như MSI cho một cái giáp IO ở đây thì nó sẽ đẹp hơn như thế này rất là nhiều. Mình không thích kiểu như thế này cho lắm, mặc dù việc kéo dài ra thì nó sẽ làm phần VRAM mát hơn. Rồi về khe RAM chúng ta sẽ không có giáp đâu, bởi vì dù sao đây chỉ là một sản phẩm dòng tầm trung thôi. Mức giá của nó mình đoán chắc về Việt Nam cũng chỉ tầm khoảng hơn 3 triệu thôi. Rồi phần khe VGA chắc chắn nó sẽ có giáp, đây là một option rất là quan trọng, nhất định phải có. Nếu như các bạn có gắn những mẫu card đồ họa to nạc vào thì nó cũng sẽ bị cong vênh, không bị cong vênh cái xe PCI này, nó sẽ làm hư hỏng, các bạn sẽ phải mất thời gian bảo hành các thứ thì không hay lắm. Ngoài ra chúng ta sẽ vẫn có đầy đủ những khe PCI khác. Rồi nhưng đây các bạn sẽ có thêm một cổng LED RGB, một cổng ở đây này. Đây anh Đạt có thể zoom vào đây. Đấy, một cổng LED RGB ở đây và một cổng LED RGB ở phía trên đỉnh của bo máy chủ nữa. Thì với hai vị trí như thế này thì các bạn có thể cắm LED RGB một cách đơn giản hơn. Rồi ngoài ra thì đương nhiên là nó sẽ có rất là nhiều công nghệ khác nhau để cho các bạn có thể sử dụng. Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có là khe SSD M2, đây là khe Ultra M2, thế nên là các bạn có thể gắn được cả những ổ cứng SSD M2, NVMe vào. Và đây là tổng quan về bo máy chủ này. Thì xuống với cả bo máy chủ ở đằng dưới sẽ là B450A Pro, có nghĩa là một phiên bản thấp cấp hơn, và nó sẽ dành cho những người dùng về doanh nghiệp, những người dùng không thích sự màu mè hay là đẹp đẽ gì hết. Thì đây sẽ là một bo máy chủ rất là tốt mà nó không có thiết kế màu mè nhưng mà nó lại mang lại một hiệu năng rất là cao, có nghĩa là P trên P của nó rất là tốt. Thì đây phần tản nhiệt VRM nó vẫn rất là to. Đấy, màu đen nhìn khá là mạnh mẽ đấy. Mình đánh giá nó chắc là không thua kém quá nhiều so với cả Tomahawk đâu. Rồi các bạn vẫn sẽ có là khe PCI được bọc giáp các thứ. Nói chung về option công nghệ của các bạn khá là đầy đủ, kể cả cổng xuất LED RGB các bạn vẫn có ở đây. Nó chỉ còn một cái thôi chứ không phải là hai cái giống như là Tomahawk. Nhưng mà dù sao thì với một mức giá rẻ hơn nhưng mà công nghệ vẫn được giữ nguyên như thế này thì mình nghĩ đã quá là hời dành cho các bạn rồi. Đương nhiên thì công nghệ giữ nguyên thì những khe như là cái như là SSD được giữ nguyên, khe PCI được giữ nguyên các thứ. Nói chung đây sẽ là hai bo máy chủ tầm trung. Nếu như các bạn muốn mua vi xử lý là Ryzen 2006 thì đây hai bo máy chủ này sẽ là hai sự lựa chọn rất là đáng cho các bạn trong phân khúc giá khoảng tầm 3 triệu đồng. Tiếp đến là sản phẩm thứ 3 mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, đấy chính là thiết kế tản nhiệt mới của AM. Tiếp đến sản phẩm thứ 3 mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đấy chính là thiết kế tản nhiệt mới của MSI. Và đây là một thiết kế tản nhiệt chỉ áp dụng lên những dòng card đồ họa của AMD mà thôi. Đây chính là chiếc RX 570 và 580. Với một chiếc tản nhiệt như thế này, các bạn nhìn vào nó rất là góc cạnh cũng như là hầm hố đúng không? Mình đánh giá thì nó vẫn chưa đẹp bằng bản Gaming X, nhưng mà như thế này là nó đã đẹp hơn bản Armor rất là nhiều rồi. Và về hiệu năng tản nhiệt của nó thực tế như thế nào thì theo như thông tin mình có được từ MSI thì với một chiếc tản nhiệt như thế này nó sẽ có hiệu năng cao hơn bản Armor, rất cao hơn bản Armor khá và gần bằng cái bản Gaming X. Có nghĩa là tản nhiệt của nó rất là tốt trên chiếc RX 570 và 580 này. Thì nếu như các bạn mua được hai chiếc card đọa này về thì thực sự đây là hai chiếc card đọa rất là đáng giá dành cho các bạn. Đây, tản nhiệt đây, phần ống tản nhiệt của nó đây. Hai ống khá là to, không to lắm nhưng mà nhìn rất là chất lượng. Nó sẽ được kéo dài ra phần tản nhiệt xung quanh như đấy, và nó sẽ không chỉ tản cho GPU mà nó sẽ tản cho cả phây với các thứ, thì nó sẽ quạt một cách mát hơn, quạt sẽ được đều hơn. Và hai quạt này là hai quạt to giống như là trên Gaming X chứ không phải là giống trên Armor đâu. Đấy,
đây chính là chiếc Eric 570, còn 580 sẽ ở bên này. Đây anh Đạt có thể nhìn sang, đây chính là chiếc 580. Và đây trên này sẽ có một cái logo của MSI, anh Đạt có thể zoom vào logo của MSI. Thì mình không biết cái này nó giống như là logo ở trên bản Game X, nhưng mà mình không biết là nó sẽ có LED RGB hay không. Và đấy chính là công nghệ Zero Frost của MSI, thì nó sẽ hứa hẹn cho khả năng tản nhiệt rất là tốt. Và vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn 3 sản phẩm mới của MSI dành cho AMD. Thì ý kiến của các bạn như thế nào, hãy comment phía bên dưới nhá.